là một chương trình truyền hình thực tế có sự tương tác trực tiếp chân thật và ấn tượng dành cho những bạn trẻ còn độc thân, cá tính đang mong muốn tìm kiếm một nửa hoàn hảo của mình. Hứa hẹn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng hết mình và chân thật nhất giữa các ứng cử viên để chinh phục trái tim của nhân vật chính. Ứng cử viên được giữ lại đến cuối cùng sẽ có một buổi tỏ tình độc đáo từ nhân vật chính. Người được chọn sẽ là ai? Mời quý khán giả cùng đón xem. Em chào anh. Chào Ly. Dạ, em cho em hỏi là anh tên gì ha? Anh tên An. Triệu An, 23 tuổi, anh chàng quê gốc Cần Thơ, hiện đang kinh doanh gấu bông online và đi chụp hình cưới. Tự nhận mình là người lãng mạn nên thích tạo sự bất ngờ cho người yêu. Khi mà em bị cái profile á, thì em thấy trong profile có nhiều điểm chung với em. Ví dụ như là kinh doanh nè, vui vẻ, hòa đồng, một bác nữa. Rồi cái điểm mà em muốn tìm hiểu của cô gái đó là cái vấn đề là nóng tính. Thì một người kinh doanh mà nóng tính thì em không biết là sẽ như thế nào. Rất vui hôm nay được làm quen với anh. Anh cũng vậy. Cho em hỏi là hiện tại là anh đang sinh sống ở Sài Gòn đúng không anh? Đúng rồi, anh đang sinh sống ở Sài Gòn. Hồi nãy anh liên tưởng là em mặc một bộ đồ màu trắng vào và nó da trắng. Chắc là có thần giao cách cảm á ha. Chắc vậy. Dạ. Anh thích mẫu người bạn gái như thế nào ha? Đơn giản lắm, anh chỉ thích mẫu người con gái là tự biết tự lập. Dạ. Và hiền dễ thương, tóc dài. Dạ. Trong khi mà lúc mà anh đọc cái profile của em á, anh thấy là em hợp với anh 70%. Như là em là tự lập nè, vui vẻ hòa đồng, nói chung là rất là hợp với anh. Dạ. Em thì mẫu người bạn trai lý tưởng của em á là tự lập nè, có ý chí, đặc biệt là phải chung thủy, biết quan tâm tới bạn gái. Em thì đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu anh có người yêu á thì anh có dành nhiều thời gian cho bạn gái không? Công việc của anh á thì thời gian làm việc thì nó không có nhiều. Rồi như một ngày anh có thể là online chừng 2-3 tiếng thôi. Còn thời gian còn lại có thể dành cho bạn gái hết. Thì anh có nói là dành hết thời gian cho bạn gái, tại vì phải tập trung sự nghiệp trước, rồi bắt đầu mới lo cho gia đình, rồi bạn gái phải ổn định thì sau này mới lo được tương lai cho vợ con gia đình. Nên là Ly cảm thấy là anh ấy chưa có cho Ly một cái cảm giác là đủ tin tưởng, đủ vững chãi để mà bảo vệ, che chở và cho Ly. Nếu mà được á, đi cuối con chương trình này á thì anh sẽ dắt em đi chụp hình. Dạ cảm ơn anh nha, hứa rồi đó nha, nói giữ lời nha. Là cực kỳ thích chụp hình. Em có thể nói chung là cái này là một cái món quà nhỏ nhỏ. Mà chút xíu thì anh sẽ là như em, nhưng mà có thể bây giờ anh có thể xin cho anh nắm tay em được không ạ? Xin nắm tay hả? Dạ ok anh. Để đây, tay em đây. Anh chàng này hơi là rụt rè, nhút nhát. Khi mà nắm tay của ảnh á thì thấy tay ảnh lạnh ngắt à, rung lắm. Hình như anh hơi rụt rè đúng không? Nói chung là anh đang rất là rung. Rung quá hả? Bị không nói được. Em á thì nói nhiều lắm. Nếu mà ví dụ anh đi làm về mà anh có một người bạn gái mà cứ liên thiên nói suốt ngày, kể hết cái này tới cái kia, anh có khó chịu không? Anh hiện tại là độc thân mà, nên là về nhà thì có một người nói chuyện rất là vui. Tại vì hả, em thích một người đàn ông á luôn san sẻ với em trong cuộc sống, trong công việc. Em muốn là khi mà có bất cứ chuyện gì thì em cũng tâm sự với bạn trai mình là người đầu tiên.
Thì anh không có thích giữ trong lòng, mỗi lần giữ trong lòng mình suy nghĩ tới mệt mỏi lắm, dễ bị chết. Cảm xúc hiện tại của mình hiện tại bây giờ đang rất là run. Bạn nữ rất là dễ thương, hơn hẳn trong hình luôn. Món quà ngày hôm nay muốn tặng cho em đó là một bài nhảy của một bài hát rất là quen thuộc luôn. Nhưng mà anh nhảy là xấu nha. Dạ không sao đâu anh. Em cực kỳ thích con trai là đàn hát, nhảy gì đó. Rất là nhìn lãng mạn, lãng tử lắm. Em cực kỳ thích. Xem xong rồi đừng có cười nha. Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh biết rằng anh cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên em bình yên, anh hiện lại cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe. Một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì anh vẫn sẽ không hỏi tiếng về ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Anh là người đầu tiên, nói chung là anh cũng là run và anh gặp em thì bị bối rối rất là nhiều. Thì em xinh hơn những cái gì anh suy nghĩ rất là nhiều luôn. Anh hy vọng là anh có thể đi cùng với em đến cuối chương trình và anh có thể chụp cho em những tấm hình trên chiếc xe đạp này. Wow, em cảm nhận được là anh run. Mặt anh tái luôn rồi kìa, mồ hôi đổ luôn. Em cảm ơn cái món quà đặc biệt ngày hôm nay anh dành tặng cho em nha. Rất là ý nghĩa và em rất thích. Cảm ơn anh nhiều. Trước tấm chân tình của An, Trúc Ly có cảm nhận như thế nào đây? Và Ly cảm thấy là Ly và anh ấy có một nét tương đồng, đó là Ly cực kỳ thích chụp ảnh. Mà không ngờ hồi nãy là ảnh cũng có nói là ảnh thích được chụp hình. Trước khi mà mình gặp bạn nữ ở trên cái profile á, thì là cái cảm giác của mình hợp với bạn nữ là 70%. Và sau khi mà gặp ở ngoài thật sự rồi á, và qua nói chuyện và cách giao tiếp, thì mình lại thấy bạn nữ đó hợp mình khoảng 85-90%. Vì đó do là bạn nữ cũng rất là thích bên cái vấn đề nghệ thuật, và mình cũng đam mê nghệ thuật nên mình chụp hình này nọ. Và bạn nữ cũng rất là thích chụp hình cho nên mình rất là... Nhưng mà chỉ mới gặp anh đầu tiên thôi, còn hai anh nữa thì để xem sao. Nhưng mà anh đầu tiên thì Ly cũng thấy có ấn tượng một chút rồi đó. Chào em. Dạ. Em chào anh. Cho em hỏi là anh tên gì ha? Anh tên Cường em. Lục Văn Cường hiện đang là chủ đại lý bán gạo tại nhà. Là con trai duy nhất trong nhà, Cường khá tự lập ngay từ nhỏ. Là một người đàn ông tình cảm, có trách nhiệm. Tuy nhiên mỗi khi đứng trước con gái lại là một chàng trai vô cùng nhút nhát, rụt rè. Đó là lý do anh chàng ế đến tận bây giờ. Qua xem profile của bạn Trúc Ly thì mình cũng cảm nhận thì bạn ấy có nhiều sự tương đồng với mình. Và mình cảm nhận bạn hợp với mình khoảng 70%. Anh đọc profile của em rồi đúng không anh? Đúng rồi em. Vậy thì anh có thấy giữa em với anh có cái điểm tương đồng gì không? Nhiều lắm em. Nhưng mà anh thích nhất em cái sự hoạt bát của em á, nhanh nhẹn á. Thật ra thì em là một cô gái sống khá là nội tâm và khép kín. Nói chung là lúc nắng lúc mưa á, em chỉ thích mang niềm vui lại cho người khác thôi. Giống như là hôm nay gặp anh vậy đó. Em thích nói chuyện vui vẻ để mang lại niềm vui cho anh. Cho em hỏi là anh là quê ở đâu anh ha? Anh quê Lâm Đồng em. Hiện tại thì anh và gia đình anh chuyển xuống Sài Gòn cũng lâu rồi. Cực kỳ thích đi Đà Lạt luôn. Tại vì cái không khí ở trên đó nó mát mà nó đã lắm. Với lại có dâu nữa, em thích cho ăn dâu. Cho nên mát mẻ thôi em. Nếu có dịp anh em mình cùng đi. Dạ hứa rồi nha. Ừ anh hứa. Mẫu người bạn trai của em là gì? Mẫu người bạn trai của em đầu tiên là phải chung thủy. Biết quan tâm người khác, lo lắng cho người khác, rồi có ý chí,
Cái này anh làm được á. Anh hiền lắm. À, em á thì hơi hung dữ, ví dụ như mà em có ăn hiếp anh đó thì anh có sợ không? Không, anh đâu có sợ đâu. Anh biết nghe lời lắm á. Anh trải qua mấy mối tình rồi anh ha? Anh có 2 mối tình nha. Vậy lý do gì sao mà anh chia tay? Vì yêu xa em. Yêu xa hả? Bạn gái không chấp nhận yêu xa. Nhà anh có mấy người con vậy anh? Anh con út mới có 1 người chị gái nữa. Rồi nhà anh có hối khi nào anh kết hôn chưa? Cũng có em. Tại vì giờ anh cũng sự nghiệp á, nên là cũng ổn định rồi á. Dạ. Mẹ cũng nói là lấy vợ đi. Thực chất á thì em muốn là 30 tuổi mới kết hôn. Nhưng mà nếu mà có một người nào đó đủ thuyết phục em, đủ làm cho em mà trao chọn cả cái tấm thân này thì 25, 26 tuổi thì cũng được, em sẽ dời lại. Cũng suy nghĩ lại phải không? Nên là anh cũng muốn tìm một người nào đó hợp với mình. Nãy giờ anh nói chuyện với em á thì anh có một chút gì đó ấn tượng hay là em thấy em vui vẻ này, thoải mái này khi nói chuyện với anh này. Em xem một vai em thấy em cũng nóng tính. Em nóng tính những trường hợp nào em? Dạ thì đúng là em mặc đồ thì bánh bèo nhưng mà tính của em thì hơi thẳng, hơi nóng tính lắm. Nên tới giờ ế chưa có bạn trai là vậy đó. Nóng tính quá. Nóng tính anh sẽ làm em hiền lại được không? Nói chung là ai mà làm gì em á thì em mới xù lông lên thôi. Còn bên người đàn ông của em thì em vẫn là cô gái dịu dàng thôi. Anh hiền lắm á. Hiện tại anh đang làm công việc gì anh ha? Anh buôn bán gạo em. Bán gạo hả anh? Ừ. Dạ. Bán ở Sài Gòn hả anh? Ở Sài Gòn em, anh ở bán ở quận 8. Vậy anh chỉ làm công việc là bán gạo mà bán cùng với gia đình hả anh? Hay là anh bán một mình? Anh bán cùng gia đình nha. Hiện tại thì nhà anh thì có anh con trai thôi. Thì bố anh cũng mất sớm. Dạ. Nên là giờ anh cũng ở nhà phụ gia đình, cũng đâu có đi làm xa được. Vậy là giống như là mẹ anh là người phụ nữ mà vừa làm ba vừa làm mẹ ha? Đúng rồi em. Dạ, vậy cũng giống em á. Vậy mình cố gắng đi. Cũng có cái điểm tương đồng. Ly đồng cảm. Ảnh giống Ly ở một điểm là cùng không có ba. Đây tặng em. Đây là món quà tinh thần của anh. Chắc là em chưa nhìn nhưng mà biết là cái gì đó, gạo đúng không? Ừ. Cây nhà lá vườn. Đây là bột gạo. Dạ. Đây, từ tay anh làm á. Hay vậy anh. Tặng em. 2 vịt luôn hả? Ừ. Một cái là gọi là trà, một cái là bột. Em cảm ơn anh nhiều nha. Mà tốt cho sức khỏe lắm em. Dạ. Giúp giảm cân nữa. Em ốm rồi, em đâu có. Thì tới sau này em có tăng cân thì em sẽ cần đến nó. Anh nắm tay đây em. Thì đến đây thì anh cũng là người thứ hai rồi. Dạ. Đây có bên của một người nữa thì anh cũng hy vọng em sẽ chọn anh. Nãy giờ nói chuyện với anh em cảm thấy rất là thoải mái, rất là vui, giống như là mình gặp nhau từ rất lâu rồi. Anh cũng cảm nhận được điều đó, dạ. Mình quen nhau lâu lắm. Dạ. Giống như là có duyên vậy đó. Anh ôm em cả nhé. Dạ. Sự đồng cảm về hoàn cảnh đã khiến cho Trúc Ly rất có thiện cảm với Cường. Anh này thì cũng dạng hơn anh đầu tiên. Anh đầu tiên thì chân thành nhưng mà lại hơi nhút nhát, rụt rè, ga lăng hơn một chút, dạng hơn một chút. Không biết nói thì sao nữa. Nói chung là Ly cảm thấy cũng có một chút cảm tình với cái anh này. Trước khi xem profile và đến hôm nay gặp mặt thì mình cảm thấy bạn ấy rất là vui vẻ, rất là hoạt bát, nói chuyện cũng nhanh nhẹn nữa, đúng không? Cũng là mình rất là có cái hứng thú và vẫn muốn đi tiếp với bạn ấy. Hy vọng bạn ấy sẽ chọn mình. Liệu cả hai có đi đến cuối con đường như điều Cường mong muốn khi Ly vẫn còn gặp thêm một chàng trai nữa? Dạ, em chào anh. Hello. Dạ. Ready Ly. Rất vui được biết em. Ngày hôm nay anh tên là Phúc. Nguyễn Hữu Phúc, 31 tuổi, đến từ Long An, hiện đang là kỹ sư xây dựng và kinh doanh bất động sản cho công ty gia đình. Mục đích tham gia chương trình là tìm một cô gái để làm vợ. Tuy đã ngoài 30 nhưng ngoại hình và tính cách của anh chàng vẫn còn rất trẻ trung, vui tính. Liệu anh chàng có đem lại thiện cảm cho Trúc Ly? Mình thấy thông tin của bạn thì rất là dễ thương, rất hợp với mình. Với lại có một sự khác biệt với mọi người là con một. Thì như mình nghĩ thì con một thì được gia đình đã dạy dỗ, dạy uống nắng nhiều hơn.
tốt hơn cho sự dạy dỗ của con cái của mình sau này. Anh bao nhiêu tuổi rồi anh ha? À, anh sinh năm 86. Em thấy tuổi anh cũng lớn rồi đó. Ừ. Mà anh lại chưa kết hôn, mà bây giờ đi tìm bạn gái bằng tuổi anh đó, là em thấy là người ta cũng có con hết rồi đó, lấy vợ có con hết rồi đó. Ly thích là đàn ông mà càng lớn tuổi, càng trưởng thành thì càng chín chắn trong suy nghĩ. Họ trải đời nhiều rồi thì họ có thể chỉ dạy cho mình. Nói chung là Ly không có quan trọng về cái chuyện mà lớn tuổi đâu. Cái vợ sau 30 thì nó tốt hơn, với lại mình có sự nghiệp tương lai thì mình tiện hơn. Thấy cách anh nói chuyện có vẻ hơi điềm đạm, hơi từ tốn anh ha, hơi nhẹ nhàng. Em á thì đôi lúc cũng năng động rồi nhí nhảnh, hồn nhiên vô tươi rồi khình khình á. Anh có thích không, hay là anh chỉ thích mẫu người bạn gái cũng dịu dàng, nết na, thùy mị, nói chuyện điềm đạm đạm giống là như là anh? Em thoải mái hoạt bát đúng không? Dạ. Thì anh cũng vậy, anh vui tính, thoải mái hoạt bát lắm, ai cũng kêu anh bằng tiếng mát mát gì đó. Cho em hỏi là quê anh ở đâu anh ha? À, lúc trước anh có sống Sài Gòn 10 năm, còn hiện tại thì bây giờ anh Sài Gòn là sáng lên chiều về thôi. Long An thì nó An Nhàn. Vậy là quê anh Long An đúng không anh? Ờ, đúng rồi. Hồi nãy anh nói anh làm công việc gì em quên rồi ha anh? À, từ nhỏ thì anh làm bên là mua bán vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng. Rồi hiện tại bây giờ anh là đang phụ trách bên mảng là mở rộng cho công ty là bất động sản. Nó cũng là một phần cổ phần của anh. Nhà anh là có mấy anh chị em anh ha? À, anh có hai người chị em. Hai người chị? Dạ. Yeah. Dạ, vậy anh út rồi. Ờ, đúng rồi. Thì bởi vậy anh mới phái là người phụ nữ là con một, con gái một. Con gái một, vậy ví dụ như mà vậy rồi về rồi làm dâu nhà anh hả? Không, anh hiện tại anh vẫn đang ở riêng mà. À, à. Dạ, dạ. Ví dụ như mà nhà em á mà có muốn bắt rễ, vậy anh có đồng ý không? Ồ, anh còn thích nữa chứ, có đồng. Theo anh thấy thì em nói chuyện giọng trong, dễ thương. Thì những con người vậy thì thường hay là thẳng thắn, thoải mái. Anh cũng có cái món quà nhỏ tặng em, giống như lần đầu mình gặp mặt. Em cảm ơn anh. Anh thì cũng chẳng có gì đâu. Anh gửi em trước cái này, cái tựa đề là quẳng gánh đi và mình vui cười sống á. Nó cũng giống như mà điều anh muốn mong đến với em. Dạ. Là cuộc sống mà nó bộn bề lắm, như là cái tuổi của mình á thì còn chật vật lắm. Em cảm ơn món quà ý nghĩa này của anh. Thật ra thì vẻ bề ngoài của em lúc nào em cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng mà thật ra em là một cô gái rất là yếu đuối, không có giống như vẻ bên ngoài, không có giống như những gì mà em nói. Không, anh thấy em dễ thương mà. Dạ. Con gái vậy là tuyệt rồi. À, sau cuốn sách đó thì anh gửi em cuốn sách này có thể là giúp ích trong việc kinh doanh sau này á, là em và anh cũng có thể là dạy con làm giàu, cũng giống như mình cố gắng dạy cho nó thành công và thành đạt giống như anh và em trong con đường tương lai sắp tới ha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Nói chung sách này nó mang giá trị thường tí thôi, nhưng mà anh nghĩ rằng nếu dòng sau nữa thì anh sẽ gửi em hai món quà nữa, và anh đưa vô được trong nữa sẽ là hai món quà thực sự có giá trị, rất có giá trị. Thật ra thì đối với em là chân thành, tấm lòng mới là quan trọng nhất. Em còn giá trị nó vô giá anh à, nó có em có thể tạo ra làm ra nó được, nên là em chỉ cần tấm lòng của người đó chân thành với em là đủ rồi. Thì vô trong vòng trong đi rồi em có thể tìm hiểu nhiều hơn. À, hiện tại trước mắt nó nói chứ nãy giờ mình nói chuyện không à. Dạ. Bây giờ anh có thể nắm tay em để anh thử coi cái cảm giác giống như là anh cảm nhận con người em như thế nào. Đây. Wow, tay anh mịn quá ha. Không có đổ mồ hôi đó, run đó. Tay em cũng đang lạnh nè. À, hay là mình để vô quà luôn đi. Ủa vậy anh không có muốn mấy cái vòng sau để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn hả? Không, anh nắm tay em rồi, em đâu có thoát được đâu. Như vậy là đâu có công bằng cho hai anh kia đâu đúng không? Anh kia đâu có mặt ở đây đâu mình đó. Mình phải tranh thủ chứ em à. Dạ. Mình đến đây thì giống như một cái duyên. Nếu có thể vào vòng trong á, anh nghĩ rằng cái điều anh vừa nói á nó sẽ là hiện thực, và anh có thể dìu em đi một nơi nữa gần đây đó. Vui hơn. Công nhận anh miệng mồm quá ha, khéo ăn quá ha, ngọt quá ha. Chắc biết bao nhiêu cô chết đây nào mà không hiểu sao tới bây giờ mà vẫn chưa có vợ, chưa có người yêu mà phải cần tìm tới chương trình để mà đi kiếm bạn gái. Em không biết là thiệt không đó hay là xạo đó. Không phải đâu, con người anh đó, anh không có sở trường gì hết,
anh có cái là thực tế và nói thật lòng mình nhiều. Chứ anh không có miệng lưỡi đâu. Tại vì con người anh ít nói mà. Anh chỉ suy nghĩ và anh nói từ trái tim. Trước khi đọc profile thì mình thấy nó hay hay, nó lạ lạ mà nó bí ẩn. Và sau khi gặp rồi mình thấy thực tế thì rất là dễ thương, hiền. Và mình thấy thích hơn khi mà mình đọc cái profile đó. Rồi, anh xin phép nha. Dạ. Anh xin phép. Được không? Có vẻ như là anh cao ha. Không đâu. À, anh đưa mình một cái chia tay nha. Dạ. Rồi, mong rằng chút nữa hồi mình sẽ gặp lại. Dạ. Sự vui tính ngọt ngào của Phúc đã khiến cho Ly cười rất nhiều. Tuy nhiên Trúc Ly cũng có chút lo lắng. Ly hơi sợ anh thứ ba hợp với Ly nhiều đó. Có những cái tiêu chí, những cái mà khá giống tới 80% với cái yêu cầu của Ly. Nhưng mà đàn ông mà nói nhiều quá. Ly thích người đàn ông nói ít nhưng mà làm nhiều. Ba chàng trai, ba tính cách, ba cách thể hiện tình cảm khác nhau. Sự chân thành, sự lãng mạn hay sự ngọt ngào sẽ giành được tình cảm đối với Trúc Ly. Tại vì cũng còn rất là rung. Không biết bạn nữ sẽ chọn ai, trong khi là ba chàng trai thì rất là ai cũng ưu tú hết. Không biết là ai sẽ được cô gái chọn để đi tiếp cái chương trình ngày hôm nay. Cái lợi thế của em so với ba bạn nam ở đây thì có thể là em trẻ trung, có thể năng động hơn, có thể là hợp với bạn nữ nhiều hơn. Còn cái mà em thua hai bạn nam ở đây là về ngoại hình. Thì một bạn thì to con, còn một bạn thì cao gáo đẹp trai, cho nên là cũng hơi sợ. Trước khi gặp bạn nữ thì mình cũng rất là run, cũng hồi hộp nữa, không biết bạn nữ khi nhìn chúng mình thì không biết có ấn tượng gì với mình không, cảm nhận gì tình cảm của mình hay không. Em thấy em không đủ tự tin và không hơn nhiều hai bạn, nhưng mà em cũng mong cô bé thích em bởi cái gì đó, cái tôi của em. Em xin chào ba anh. Chào em. Chào em. Chào. Dạ. Rất vui hôm nay được gặp ba anh và được san sẻ nói chuyện tâm sự trong cuộc sống cũng như công việc. Cho em hỏi là anh mặc anh đứng ngoài rìa bên tay trái có phải anh Phúc không ạ? À? Dạ. Yeah. Đúng rồi anh ạ. À. Anh rìa bên phải là anh An. Sao em biết anh là anh An? Em thấy ngoại hình anh nhỏ con với lại hơi ốm. Tại nãy lúc mà nắm tay á, em á cảm nhận được, với lại lúc anh đứng lên nhảy tặng em á, em có thấy mà. Còn anh đứng ở giữa là anh Cường. Anh Cường có bàn tay trai nè, đúng không ta? Đúng rồi. Dạ. Vậy vì sao mấy anh không muốn quay mặt lại nhìn em hả? Chưa sự cho phép của em mà. Ủa vậy hả? Em mời ba chàng Ngự Lâm quay lại luôn em. Ly sẽ có quyết định riêng cho mình. Anh nào mà khiến cho Ly có cảm giác rung động, cùng chung quan điểm, cùng chung sở thích, cùng chung cách sống, lối sống và những yêu cầu riêng của Ly về mẫu người bạn trai mà Ly mong muốn từ trước tới giờ, thì Ly sẽ chọn người đó tiếp tục đồng hành cùng Ly trong ngày hôm nay. Em chào ba anh. Cho em nói về cảm nhận của anh thứ nhất nha. Anh thứ nhất thì em thấy anh rất là hồn nhiên, vô tư, thích tạo sự bất ngờ cho người khác. Nhưng mà có chút nhút nhát, đúng không anh? Em nói vậy đúng không? Anh đầu tiên Ly gặp thì anh có một cái gì đó rất là đáng yêu của trẻ con á, rất là dễ thương, rất là chân thành. Nhưng mà Ly thì Ly thích một người đàn ông từng trải hơn, bản lĩnh mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn.
Còn bạn thứ nhất thì hơi yếu đuối, hơi công tử quá. Anh thứ hai làm gì anh cười tủm tỉm hoài vậy? Anh thứ hai thì em có cảm nhận là anh là một người sống rất là tình cảm, yêu gia đình. Chàng trai thứ hai thì Ly cảm thấy là thương. Ly nghĩ là người đàn ông này cũng khá là sống tình cảm. Hiện tại thì nhà anh thì có anh con trai thôi, thì bố anh cũng mất sớm. Dạ. Nên là giờ cũng ở nhà phụ gia đình, cũng đâu có đi làm xa được. Là giống như là mẹ anh là người phụ nữ mà vừa làm ba vừa làm mẹ ha. Đúng rồi em. Dạ, vậy cũng giống em á. Vậy mình cố gắng đi. Có cái điểm tương đồng. Anh thứ ba, anh là một người có ý chí, muốn lo cho sự nghiệp, hướng những cái rất là xa, biết lo cho gia đình sau này và con cái, tự lập, vui vẻ và có một chút lãng mạn, ngọt ngào, tình cảm. Về chàng trai thứ ba thì lớn tuổi hơn Ly, thấy nói chuyện rất là lanh lợi. Ly cũng khá ấn tượng với anh thứ ba này, bởi vì ảnh là một người, theo cách nói chuyện thì Ly cảm thấy ảnh là một người có ý chí, biết lo cho tương lai, biết lo xa về công việc, cuộc sống, gia đình. Nhưng mà thấy ảnh ngọt ngào quá à, hơi sợ. Em à, dạ. Mình đến đây thì giống như một cái duyên. Nếu có thể vào vòng trong á, anh nghĩ rằng cái điều anh vừa nói á, nó sẽ là hiện thực. Và anh có thể dìu em đi một nơi được không? Gần đây đó, vui không? Thì cũng phải tới lúc mà em lựa chọn. Em lần đầu tiên em xin nói là dù em có chọn ai một trong ba anh thì cũng đừng buồn em. Em rất là quý trọng cái tình cảm mà anh đã dành cho em. Nếu mà thật sự quyết định này rất là khó. Nếu mà cái quyết định của em khó khăn quá, có thể anh thấy nhận nó. Dạ. Anh thấy xin cho. Được mà, bình thường. Lúc mà nghe câu nói đó thì Ly thật sự cũng có một chút buồn và hơi chạnh lòng. Bởi vì khi mà lần đầu tiên nói chuyện á, cũng có một chút cảm tình với Ly, cũng thuyết phục Ly là hãy chọn ảnh, nhưng mà không hiểu sao mà ảnh lại nói ra câu đó. Thì Ly cũng không biết ảnh ảnh nghĩ gì, thì Ly cũng phân vân là không biết là có nên làm theo lời của anh Phúc hay là không. Thì bây giờ em xin phép với anh quay lưng lại ha, để cho em suy okay. nghĩ một chút và chọn. Nói thật lòng mình nhiều. Thôi bây giờ Ly đã có quyết định, Ly sẽ chọn chàng trai số 3. Dạ anh An. Quả thật hồi nãy anh nhảy tặng em một bài á, em rất là xúc động. Em rất là cảm ơn ngày hôm nay anh đến đây, đã dành tình cảm chân thành cho em. Nhưng mà có vài điểm mà em cảm thấy mình không hợp á. Giống như là em cần một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, bản lĩnh, có ý chí. Và có một điểm mà em không được thích, đó là lúc em có hỏi anh là anh dành thời gian gì, bao nhiêu, bao lâu cho người con gái của mình á, thì anh mới nói là anh sẽ dành hết. Nhưng mà em nghĩ là đàn ông, sự nghiệp là trên hết. Sự nghiệp mình dành một phần nào, không thể dành hết vậy rồi sự nghiệp, rồi gia đình, rồi sao. Thì anh cũng nói rồi đó, là công việc của anh là bán online. Một ngày anh chỉ là có vài tiếng thôi. Dạ.
thì tất cả thời gian còn lại là anh rảnh rồi. Dạ. Nhưng mà em muốn anh phải có ý chí vươn rộng ra hơn nữa, chứ em không muốn chỉ dừng lại là bán hàng. Thì em nghĩ là anh chắc còn cũng trẻ nên là chắc không đủ bản lĩnh để che chở cho em. Nói chung là như nãy giờ em nói anh về cái vấn đề là anh còn con nít này nọ, đúng không? Và không vững chắc về cái vấn đề sự nghiệp, thì anh cũng xin nói luôn là thứ nhất là anh rất là ngại máy quay. Thứ hai nữa, nói về vấn đề sự nghiệp quá thì anh cũng nói rồi, thời gian của anh like chỉ vài tiếng thôi, anh tập trung về shop nhiều hơn. Tại vì anh đang chuẩn bị mở shop qua Tết. Dạ. Cho nên là bây giờ anh hiện tại mấy cái online thôi. Em không biết nói sao, thì em chỉ biết nói theo con tim thôi, theo rung động thôi. Anh đừng có buồn em nha. Em tặng nó cho anh. Em tặng ở đây là tình cảm của anh, của em dành cho anh, giống như là một người bạn, một người em gái. Anh có thể xem em như là một đứa em gái. Cho em một cái ôm đi. Cảm ơn anh nhiều nha, đã hôm nay đến đây và dành cho em một bài nhảy rất là tuyệt vời, dễ thương. Cảm ơn anh nhiều. Sự thay đổi vào phút cuối của Trúc Ly khá bất ngờ khi quyết định cho Phúc một cơ hội và chia tay với An vì lý do cô cần người đàn ông chững chạc hơn. Bây giờ còn hai anh ở lại. À, cho em hỏi anh một xíu nha. Hồi nãy á, lúc anh nói anh xung phong, anh nói nếu mà bây giờ em khó xử quá thì cứ đưa hoa cho anh sẽ nhận. Có nghĩa là hôm nay anh gặp em á, anh không có cảm tình, không thích em hay sao mà anh lại lại kêu là đưa hoa cho anh nhận. Sao em lại hỏi vậy? Nãy anh có nói em rồi đó. Giống như nãy anh nói đã đến đây rồi gặp em, làm biết em. Anh có nói là có thể thất bại đây nhưng mà trong tương lai chưa chắc. Thật ra ban đầu á, chọn loại là anh. Đúng rồi. Lúc nãy thấy cách anh nói chuyện lãng mạn, ngọt ngào thì em hơi sợ. Sợ giống như những mối tình khác, mối tình trước đây của em á. Nhưng mà khi ra đây rồi được gặp nhìn mặt anh thì em muốn cho anh thêm một cơ hội. Em muốn thử đánh cược một lần, trao cái niềm tin vô anh coi thử có đúng hay không. Bởi vì thấy mặt anh rất là... Thấy Phúc hậu phải không? Yeah, đúng rồi. Tại anh tên Phúc mà. Nói chung, cảm ơn em. Dạ. Em có một cái nhiệm vụ nho nhỏ để giao cho các anh nha. Hai anh có thể nào thể hiện cái sự lãng mạn, tại vì em là cũng thích lãng mạn, nên là hai anh có thể làm cho em một chút gì đó lãng mạn được không? Được. Tụi anh sẽ cố gắng. Dạ. Anh cố gắng. Cảm ơn hai anh. Và mỗi chàng trai đều chọn cho mình một sự lựa chọn riêng. Cường thì trổ tài pha chế. Là em bây giờ muốn làm một ly nước cho bạn gái em. Dạ, chào anh. Anh có thể giúp em được không? Dạ được. Đầu tiên là anh quen với lại cô gái này lâu chưa? Là mới quen thôi. Dạ. Nên là em muốn mang ấn tượng ban đầu. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh làm một ly. Nó cũng liên quan đến về tình yêu một chút xíu, đó là nó cũng có màu đỏ nè. Nó cũng có một chút chua, một chút đắng và một chút thơm ở trong đó. Để nó có đầy đủ ở trong cái ly nước của mình. Còn Phúc thì là chiếc bánh kem. Ồ, chào em. À, chào chị. Em gặp chị, em định nhờ chị hỗ trợ giúp em hướng dẫn em làm một phần bánh kem. Dạ, để em thể hiện tình cảm của mình đến người mà em thích đó chị. Em đã quen cô bạn này lâu chưa? Mới đây thôi, nhưng mà em thấy em bị cảm giác thân. Dạ. Vậy mình cô bé đó thì có thích lãng mạn hay không? Hay là cô thích một cái gì đó nó thực tế? Vậy thì có thể em sẽ thể hiện cái sự lãng mạn đó trên cái ổ bánh kem bằng những cái thông điệp mà mình ghi ở trên chiếc bánh, hoặc là bắt những cái hoa hồng á, nó tượng trưng cho tình yêu. Thank you.
Vâng. Bạn thấy dễ không? Đơn giản. Đơn giản quá. Thì với ly nấm nước này thì hy vọng là bạn sẽ chinh phục được cô gái đó hả? Ừ, cảm ơn anh. Đứng ngay lại, đứng thẳng lại, đúng rồi, đúng rồi. Wow. Từ từ. Đúng rồi, em chấm nè, em chấm nè. Em bóp nè, em chấm. Bóp nhẹ lại, yeah. Đúng rồi, xoay sát lại. Ở cái đầu bóp mạnh tay lên, cái phần đuôi bóp nhẹ lại. À. Ừ. Ở đầu bóp mạnh. Oh. Phải quấn lại rồi. Đúng rồi. Chị thấy thằng học trò này không ổn rồi phải không chị? Cái này chắc phải ghé đây thường xuyên quá. Không sao, nhiều bạn sẽ còn vụng hơn mà. Em có động lực để em làm được cái ổ bánh này, đúng không? Ồ, cảm ơn chị nha. Thấy không? Thấy viết xong cái chữ đó là mình thấy cứng tay thêm tí xíu nữa rồi, đúng không? Thì so với chữ về là nó đỡ hơn, đúng không? Bắn cái tim không chị? Bắn luôn đi. Bắn đi. Bắn đi, mới dính. Thế bây giờ bạn cho hay tôi cho? Hay là bạn ấy đi. Tại vì các cô bé nó cũng khác rồi. Ờ, mình vô check nha. Cảm ơn anh chào em. Anh chào anh có lâu không? Dạ, em chào anh. Hôm nay em mệt lắm không? Chứ không có mệt. Anh có làm cho em một ly nước mát. Anh làm đúng hả? Ừ, anh tự tay anh làm. Thì cũng như là một tấm lòng cho em. Tại vì lên đây cũng chẳng chuẩn bị được gì nhiều. Dạ. Anh cũng muốn làm gì đó cho dành cho em. Ừ. Để em biết thử. Dạ. Em thử đi. Cảm ơn anh nhiều nha. Uống xem. Em thì thử xem. Ly nước này là... Em cảm giác nó lạnh. Dạ. Lạnh lắm. Nặng lắm. Cả một chân tình của anh trong đây á hả? Ừ, đúng rồi. Em gọi thấy bị giặt, ngon không? Phải không? Anh làm không vậy? Anh làm, thiệt. Ừ. Uống nhiều chưa? cảm ơn anh nhiều nha. Em cảm thấy trong có cái gì? Ừ. Chua chua, ngọt ngọt. Em biết vị gì không? Chanh dây. Được rồi, gì nữa? Ừ. Dâu hả? Xong. Cái gì vậy? Tấm lòng của anh, đúng không? Có cả tấm lòng anh trong đó. Chắc bị mồ hôi của anh đúng không? Đúng không? Bị mồ hôi của anh làm cực khổ đúng không? Bây đúng rồi, nãy giờ anh mệt lắm á. Cho người ta uống nước giờ kể công đúng không? Anh biết làm khan nước mà. Anh uống chung không? Anh cũng muốn lắm. Ừ. Cho một miếng. Ừ. Ủa, cái giận mình làm nó ngon chưa? Dạ. Ly không nghĩ là một con người mà cũng hơi là khô khan, không lãng mạn như vậy mà có thể đặt hết tâm huyết mình để làm cho Ly một ly nước giải khát. Hello. Chào anh. Chào em. Uống nước rồi. Dạ. Nói chưa? Dạ chưa có đói lắm. Vậy sao? Dạ. Anh xin phép ngồi nha. Dạ. Em thấy anh làm được không? Anh thử làm đúng hả? Một phần thôi. Khéo tay quá ai, tính là anh là đàn ông mà anh còn khéo tay hơn cả em nữa. Em không có biết làm cái này. Thôi đừng nói quá, không phải vậy đâu. Nãy anh có nói vậy mà. À, anh thích ngôi nhà. Dạ. Ồ, ở đây có hai đứa trẻ. Dạ. Ngôi nhà và những đứa trẻ hả? That's right. Dạ. Yeah. Em thấy anh ghi gì đây chứ? Về với anh nhé. Còn trên đây là một cô bé bận cái đầm trắng. Chắc em biết ai đúng không? Cái áo thiên màu nhỏ. Dạ. Thì nó tượng trưng cho chúng ta hiện tại và song song đó là tương lai của con chúng ta. Ừ. Em thấy ổn không? Ý tưởng tuyệt vời quá ha. Em muốn thưởng thức không? Cái ly này nãy em uống được. Dạ được, ngon. Dạ, em ăn thử nghe. Ừ. Em thử bông hồng ha. Bông hồng tượng trưng cho tình yêu của anh mà. Dạ. Anh ăn luôn đi, ăn chung với em cho vui. Nhớ anh mang lại anh vui rồi. Ổn không? Em ăn hai trái tim đi. Cái tim này nãy anh làm mũi tên bắn vào đó mà sao nó chỉ được vậy thôi đó. Không biết có tin là anh làm không nữa. Ngon quá. Nói chung là cái công thức có sẵn thôi. Ừ, ngon. Được không? Ừ. Với sự tinh ý này, cả hai chàng trai đều đã ghi được điểm với Trúc Ly. Cái bánh kem thì Ly nghĩ là phải cũng học lâu lắm, nhưng mà trong thời gian ngắn mà anh Phúc đã dành hết cái tình cảm của mình để mà khéo léo khắc chữ, ghi chữ, rồi vẽ hình trái tim, rồi làm bánh để tặng cho Ly. Thì đối với Ly đó là một tình cảm rất là ngọt ngào mà anh Phúc dành cho Ly. Điểm đến tiếp theo là khu du lịch Cao Minh tại Đồng Nai, gần với quê của Trúc Ly. Không biết mục đích của Trúc Ly khi đưa hai anh chàng đến đây là gì? Bây giờ cảm xúc hoa hai anh chuẩn bị cùng em đi xuống dưới Đồng Nai để chơi mấy cái... Ở vô nhà mà em đúng không? No, anh có đợi no. Em đó. Thì sẵn rồi cái nhà em chơi luôn cũng được. Trước gặp ba mẹ, sau khi ba mẹ có sao đâu. Ông đâm em tới đây hay là sao? Dạ mẹ em dưới Đồng Nai. Ba em tới đây hay mình em?
Dạ, em ở trên này một mình. Trời ơi, giỏi vậy. Thì lớn rồi phải đi ra đường bươn chải kiếm sống làm quen chứ. Em ở chung với ai em bệnh á? Dạ, em ở một mình. Có anh em họ nhưng mà không có ở chung, em ở một mình thôi. Ủa, ở một mình một căn nhà luôn. Dạ, em thuê khách sạn á, em ở khách sạn mà tháng á. Có đi học hay đi làm gì không? Thì lúc trước em học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật á. Ồ, đi học nghệ thuật luôn. Dạ, tại vì á là em ế quá, em không có hả bạn trai. Trời ơi, xinh gái dễ thương, chịu em khó. Em muốn tìm một người gái, bạn trai để mà cho em một bờ vai vững chãi vững chắc để mà khi bài em chắc khi bài em chắc rồi em thấy cái dài nào là bờ vai vững chắc? Tao để đọc lại thử nha. Rồi. Để tay rồi, đọc anh cứng lắm ấy, cho em đọc tay. Thì ông này cứng không? Tất nhiên. Tại anh nói thật mà. Anh xương không à? Thôi vậy là về chế độ anh. Về chế độ anh hả? Thôi mình chốt sale đi đi. Cũng như sau chương trình đi, sau khoảng thời gian mình đến nhau đi rồi về nhà, em có biết làm những chuyện không? Ừ, em biết chứ. Tại lúc nhỏ là mẹ em cũng dạy em nấu ăn. Rồi cũng dọn dẹp nhà cửa. Hồi xưa lúc mà nhỏ xíu thì em còn có nuôi heo nữa nha. Có chỉ là có tới giờ là cho heo ăn, cho heo... Biết không? Biết chứ. Cho heo ăn cám, rồi cho heo ăn rau lan. Hồi xưa thì nhà có rẫy điều, nhưng mà giờ thì bán rồi, không còn. Hồi xưa anh có rẫy cà phê, có rẫy điều. Chứ nhà heo. Hồi xưa có xoài, có vú sữa, có nhiều lắm. Nhưng mà khi mà cưa hết rồi, bán hết rồi, không còn nữa. Ngồi cùng xe với bạn nữ thì mình cũng cảm thấy bạn nữ rất là thân thiện, cũng có mình có chút cảm tình với bạn ấy. Lúc đi xe thì bạn Ly nói chuyện với bạn Phúc thì nhiều hơn mình chút. Mình cảm thấy hai người cũng có hợp với nhau hơn. Hiện tại thì mình cũng có cảm giác thích bạn ấy. Mình thấy từ lúc mình tặng bánh kem cho bé thì mình thấy rất là gần gũi từ lúc đó, rồi khi lên xe thì mình thấy được biết thêm nhiều ở bé về cuộc sống, trải nghiệm, học hành. Mình cũng yêu quý bé nhiều hơn, giống như là về gia đình và thời mà tuổi thơ của bé. Để xem thử là anh Cường và anh Phúc ai sẽ tới trước để giải cứu cho Ly. Bởi vì Ly thích một người đàn ông là phải mạnh mẽ, kiên trì, có thể là bảo vệ cho Ly lúc là khó khăn, hoạn nạn, lúc nào cũng là bên cạnh Ly, luôn tới với Ly. Đúng rồi, giờ đi đây, để đây đổ. Thôi đi đây. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Quá xếp. Khó ạ, quá. Rồi. Anh kia hồ. Yeah, 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 yeah. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ôi. Ôi. Anh Phúc thật là dũng cảm quá. Ôi, cái này nguy hiểm quá. Lên đây chứ hả? Trúc Ly luôn quan niệm người đàn ông của mình phải là một người có bản lĩnh. Và cả hai đã chứng minh được điều đó. Yeah. Yeah, một cái cho nó có động lực.
Cưng quá. Vậy sao em trao cái nhiệm vụ này cho hai cho anh? Cho anh hai anh vất vả đấy. Em có lo cho anh không? Lúc nãy anh leo lên. Trong tình yêu phải cần có nhiều yếu tố lắm, kiên trì nè, vấn đề thời gian, khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Nếu mà có thể vượt qua được nó thì có thể tới được với người của mình yêu và hạnh phúc, đúng không? Ừ. Anh luôn cố gắng là điều đấy. Vậy giống như hồi nãy á. Dạ. Cường đi qua đoạn dây này đúng không? Dạ. Anh leo con này. Ừ. Cái nào cũng nguy hiểm, vậy em lo cho anh nhất. Nói chung là em rất là cảm ơn tinh thần của hai anh đã dành tình cảm cho em. Vậy em hả? Dạ. Dám nghĩ dám làm. Ừ, dám nghĩ dám làm. Cảm ơn hai anh nhiều nha. Ừ, cảm ơn. Alo. Mẹ hả? Mẹ á? Mẹ hay chị á? Mẹ. Mẹ à, con hiện tại thì con đang quen một bạn gái mà con run quá mà con không biết nói gì cả, mẹ tư vấn hộ con được không? Trời ơi, bây giờ tự nhiên mẹ đang công việc ở nhà nhiều này, mẹ biết tư vấn thế nào? Thì tư vấn được. Tư vấn hỏi chị thương chứ. Trời, mẹ cứ tư vấn lại đi. Mẹ ưng bạn gái thế nào? Dạ vâng. Bây giờ là phút giây riêng tư của từng người trước khi cô nàng có lựa chọn cuối cùng. Có cảm giác giống như là ba cọc con vậy đó. Em cực kỳ sợ độ cao luôn, nhưng mà hôm nay hả? Em có anh thì em không đâu có sợ. Em cứ yên tâm. Wow. Rồi, cảm ơn anh nhiều nghe. Anh cảm thấy mình có duyên không? Dạ. Nhưng mà nguyên một ngày hôm con đi nào. Ui, dạ. Con thiệt hả? Em tưởng con giả. Ôi giời, cái gì vậy? Thôi anh bảo vệ em mà, em sợ gì? Em tưởng cái cậu kia nó hiền lắm. Em tưởng là cái thằng này. Ôi, thằng này. Bà trâu và ngựa ơi. Thế sao? Nhìn vậy thôi, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ bản lĩnh, nhưng mà em là một cô gái rất là nhút nhát. Em bây giờ mình xuống thuyền nhé, được không? Em, wow. em thích ngồi thuyền không? Dạ thích. Bình yên quá anh ha. Ôi, trời không? Hôm nay cũng đẹp nữa. Ừ, cảm giác rất là đã. Hôm nay em cảm nhận về anh thế nào? Anh là một người giản dị. Nghĩ sao thì nói vậy, thẳng tính, cũng có điểm tương đồng với em. Nhưng mà mẹ của anh nó có khó tính không? Ôi, mẹ anh dễ tính lắm. Dạ. Hiền lắm. Dạ. Cũng hiền nhanh. Dạ. Vậy là mẹ cũng thương con lắm á. Dạ. Là nãy mẹ nãy hơn anh cũng có nói chuyện với mẹ anh, thì mẹ cũng đồng tình với mẹ anh á, là thì anh thấy ưng, thấy hợp thì cứ lấy, thì cứ yêu. Thì đến đây thì anh cũng mong anh là người thực sự là muốn cùng em đi đến một chặng đường dài xa hơn nữa. Mà em ngồi xuống đây không biết có ướt không? Thôi cho, thôi anh xích lại đi được không? Đã anh ha, không lật xuống đâu. Ôi lật anh thôi, em sợ. Đang đây nè. Đây. Thì nắm tay anh em cảm thấy rất là ấm áp. Sáng là anh làm em ấm quá trời luôn. Em cảm lạnh. Giác như là được che chở, được bảo vệ. Thì Ly thì lanh hơn mình và nói nhiều hơn mình. Nhưng mà mình lại thích những người nói nhiều như vậy. Nên là thật sự mình cũng có tình cảm rất nhiều với Ly. Nên cũng hy vọng Ly sẽ chọn mình. Đây này, cảm ơn cái. Cố lên. Rồi. Vẽ lên được bác. Dạ. Dạ được. Rồi. Em đứng sao nữa. Bước qua cái nhà. Đây luôn. Wow. Ủa, em mạnh mẽ lắm. Wow. Lên đó. Không có cần phải bước từ từ vậy đâu. Đây. Thôi cho anh mượn tạm cô bé xíu nha. Ok. Rồi, em cảm ơn anh nha. Đây, mời em lên đây, đi cẩn thận nha. Đây, đi. Thấy cái cây này, mình đi đây. Lên không gió. Nãy anh có nói là mỗi giờ mình sẽ tặng em hai món quà. Thì anh bây giờ anh gửi trước để họ công anh lại quên. Thì trong đây á, anh có một cái cây sáo. Em biết cái cây này không? Dạ không. À, cái em cây không có chuyên môn làm về mấy cái đạo cụ âm nhạc này lắm. Không gì đâu. Cái này là giống như là mình huấn luyện, gọi là giống như huấn luyện ngựa hay là con này con kia, chim chóc đồ đó. Thì anh bỏ trong đây thì nó cũng không có gì là đáng giá cả. Thì cái này giống như một cái máy ấm, một cái tổ ấm đây. Anh hy vọng rằng
anh và em giống như cái tình cảm của anh dành cho em á sẽ được giống như thế này. Dạ, anh gửi em ha. Hai quyển sách cũng như là hai món quà này rất là ý nghĩa. Nó nói lên cả tình cảm chân thành của anh dành cho em. Em rất là vui. Em thấy vui là được. Dạ. Rồi. Thật ra thì anh có nghĩ là phụ nữ là phải độc lập về tài chính, hay là anh muốn là khi người phụ nữ của mình khi mà kết hôn về là phải ở nhà sinh con rồi nuôi con, chăm sóc cho gia đình, con cái, chồng? Theo em thì em thích người phụ nữ như thế nào và em thích em muốn được như thế nào? Tuổi trẻ nó rất là ngắn. Em nghĩ là nếu mà tuổi trẻ mình không làm những điều mình thích thì sau này mình sẽ hối hận, mình sẽ tiếc lắm. Nên là em nghĩ là em sẽ cân bằng tốt giữa chồng con và công việc. Chứ nếu mà bỏ công việc để chỉ về lui về để mà lo chăm sóc gia đình không thì em cảm thấy đó cuộc sống nhàm chán, không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà từ sáng tới giờ theo cách mà em nói chuyện với anh á thì em thấy hình như có vẻ như anh không thích người phụ nữ của mình bon chen ngoài xã hội làm quá nhiều, đúng không? Anh chỉ muốn là an cư lập nghiệp, lấy vợ về xong mà để vợ sinh con này kia ở nhà chăm sóc thôi, đúng không? Anh muốn hiểu sâu với em hơn. Dạ. Nên anh mới hỏi như vậy và anh nói như vậy để coi cái mà phản ứng của em á. Dạ. Như thế nào, coi con người thật của em á bộc phát á là được ra sao. Một câu hỏi thì nó luôn có câu trả lời đúng trong trường hợp này và sai trong trường hợp kia. Thì cuộc sống nó cũng vậy, tình yêu nó cũng vậy. Thì khi mà mình sống mà mình không cân đối được cái chuyện mà tài chính hoặc là cái chuyện gia đình thì mình là một người thất bại. Mặc dù mình có rất nhiều tiền hoặc là mình đánh mất đi cái tình cảm thì nó cũng là con người thất bại. Thì bởi vậy, anh nói vậy có nghĩa là anh cũng không phải là con người mà khó tính. Cũng không có quan trọng là người phụ nữ phải ở nhà rất là buồn. Trong khi em lại là thích đi đây đó, đi du lịch. Anh thì cũng vậy. Dạ. Anh cũng có bạn bè, anh biết đi như vậy để thăm họ mọi người. Rồi mình học thêm được nhiều cái hay hơn. Thôi anh dìu em xuống nha. Dạ. Không biết. Sau một ngày tiếp xúc và cả hai anh chàng Phúc và Cường đều dành cho Trúc Ly những tình cảm rất thật. Sự chân thành của Cường hay sự lãng mạn của Phúc đều khiến Trúc Ly xao xuyến. Tuy nhiên, cô nàng phải có sự quyết định cuối cùng và ai sẽ là người chiến thắng. Anh nào cũng có một cái mặt tốt. Nhưng mà điều Ly đáng trân trọng nhất ở đây là hai anh đều dành cả cái tấm chân tình thật lòng. Bây giờ thì rất là run. Không biết bạn nữ có sự là chọn mình hay không. Nên là em cũng rất là lo lắng. Nhưng mà em cũng hy vọng bạn nữ sẽ chọn mình. Em càng thấy càng lo, sợ mình không đủ bản lĩnh mà để thu phục bạn gái hoặc là thể hiện cái tình cảm của mình dành cho bạn gái. Ưu điểm của anh Phúc là một chàng trai ga lăng, lãng mạn, biết quan tâm người khác, bắt được cảm xúc của người khác, hiểu tâm lý người khác, để ý từng ly từng chút. Để lên được bác. Dạ, dạ được, được. Nè, bước qua cái này. Wow. Mời em lên đây, đi. Dạ. Cẩn thận nha. Đẹp, đi. Thấy cái cây này. Dạ. Mình đi đây. Lên không gió. Tuy là những cái điều nhỏ nhặt đơn giản đó thôi, nhưng mà Ly cảm thấy rất là ấm lòng. Bởi vì Ly được cảm nhận được cái sự quan tâm, che chở từ một người đàn ông dành cho Ly. Anh Cường là một người đàn ông giản dị, thẳng tính, nghĩ gì nói đó, rất là mộc mạc, đơn sơ. Cũng có vài điểm rất là tương đồng với Ly. Và cái mà Ly đồng cảm với ảnh nhiều nhất đó là về hoàn cảnh gia đình của ảnh. Em xin chào hai anh. Chào em. Trong cái giây phút này, đây là cái cảm xúc rất là thật của em. Em vô cùng luyến tiếc, em không muốn cái giây phút này nó xảy ra một chút nào. Và em không muốn nó dừng lại ở đây. Em không có thể nào mà diễn tả bằng lời được. Em không muốn. Nhưng mà cũng phải đến lúc em lựa chọn và đưa ra quyết định của mình. Em muốn nói là thì bạn Phúc có phần giao tiếp tốt hơn mình. Còn mình thì nhút nhát hơn nhút nhát nên là cũng nói được ít. Nên là mình cũng lo lắng. Không tự tin nên em nghĩ nó cũng không hơn được là dự toán ban đầu. Em cũng nghĩ cái tầm khoảng là 50-50. Em rất là quý hai anh, có cảm tình với hai anh. Nên là em đang rất là bối rối. Người mà làm cho em cảm thấy rung động một chút
Nếu mà nói mà để nhiều thì không có là nói dối, bởi vì thời gian ngày hôm nay rất là ngắn, chưa có đủ để mà chinh phục em. Anh Cường là một người đàn ông có thể che chở được cho mình đủ bản lĩnh để mà nắm tay Ly cùng nhau vượt qua những khó khăn sóng gió. Người mà em đồng cảm, em nghĩ là sẽ hiểu em được những thứ mà em đã từng trải qua trong cuộc sống, trong gia đình, thì em nghĩ là người đó có thể cảm nhận được và hiểu em nhất, đó chính là anh Cường. Em xin lỗi anh Phúc, bởi vì anh là một người đàn ông rất là tốt. Em rất là quý trọng và trân trọng cái điều đó anh dành cho em. Anh là một người rất là tinh tế, cực kỳ là tinh tế. Đi bên anh em cảm giác giống như là cuộc sống này nó rất là bình yên, anh che chở cho em á. Nhưng mà bởi vì em không chọn anh là có nhiều cái quan điểm á, em và anh không hợp nhau. Em cũng xin chúc anh là tìm được một người con gái xứng đáng hơn em, tốt hơn em. Của anh sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn, sóng gió của cuộc sống nha. Cảm ơn em, anh cũng xin chúc hai đứa có nhiều niềm vui trong cuộc sống, giống như là hạnh phúc trong tương lai. Dạ. Chúc hai đứa hãy được nhiều thành công hơn. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Em chúc anh thành công trong cuộc sống và công việc và lẫn tình yêu. Mình có thể làm bạn anh ha, buồn vui gì ở đó anh có thể gặp em và san sẻ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn tất cả những gì ngày hôm nay anh dành cho em nha. Thế anh có thể cõng em ra kia một chút đâu. Đúng là hiểu ý em quá. Em cũng đang tính nói là em muốn anh cõng em. Em đi em. Dạ rồi. Yên tâm đi. Cái cảm giác mà bây giờ anh cõng em á, nó có giống cái cảm giác hồi nãy anh cõng em không? Hồi nãy á, là em chưa có chọn anh đúng không? Thì có khác với bây giờ mà anh cõng em nhưng mà lại được em chọn anh rồi, có khác không? Thật sự bây giờ anh rất là run. Bây giờ anh rất là hạnh phúc khi được em khi được người là em chọn, chọn lựa. Vâng, sự thật sự thì anh rất cảm ơn em đã chọn anh. Thật sự trong lòng anh rất là vui. Thật sự thì mẹ anh cũng nói với anh, đây cũng nói với anh rồi, nếu mà anh biết tin này thì rất là vui lắm. Dạ. Sao tim anh đập mạnh quá vậy, anh thở quá vậy? Anh vui và anh phúc lắm, đi rung động. Bây giờ đã có em ở đây rồi, anh đừng lo gì nữa. Em cảm ơn món quà của anh dành cho em. Em thích không? Em thích hoa hồng, mà đặc biệt là hoa gì cũng được, chính tay anh chọn cho em thì là anh thích thôi. Anh thích hoa màu tím, nếu có thời gian anh sẽ tặng hoa màu tím. Dạ. Em biết hoa màu tím là hoa gì không? Chung thủy, thủy chung. Anh sẽ tặng, sau này anh sẽ tặng em những loại hoa như thế. Anh có dám hứa chắc là anh sẽ là một bờ vai vững chãi, để lúc nào em buồn nhất, khó khăn nhất cũng sẽ có anh ở bên cạnh, chia sẻ với em, giúp em vượt qua mọi khó khăn sóng gió của cuộc đời không? Anh đồng ý. Anh sẽ chở em suốt cuộc đời. Thật sự thì mẹ anh thì cũng nói là cũng có suy nghĩ với anh, là cũng thích một người con gái hiền, dịu dàng. Mẹ anh và anh cũng có một suy nghĩ chung. Anh yên tâm, nếu mà em thương anh á, thì em sẽ thương luôn mẹ của anh. Và em sẽ coi mẹ của anh như là mẹ của em. Và em mong anh thương em thì cũng thương luôn mẹ của em. Vì chính anh hiểu là hoàn cảnh của mình giống nhau, đều không có ba, chỉ có mẹ là người quan trọng nhất trên cuộc đời này. Nên em chỉ mong là hai đứa mình cũng dành một ít thời gian để vừa chăm sóc cho mình và vừa chăm sóc cho mẹ nữa. Dạ. Anh cảm ơn em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thì ngày hôm nay á cũng gấp quá, em chưa có chuẩn bị một món quà gì cho anh hết. Vậy thì em sẽ hát một hai câu ha, để tặng anh ha. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút sở hữu đôi không ngừng. Chúc mừng Văn Cường, anh chàng nhút nhát nhưng bằng chính sự chân thành của mình đã giành được trái tim của Trúc Ly. Tình yêu đôi khi chỉ cần sự giản dị, và đúng như Trúc Ly mong muốn, chỉ cần người đàn ông của mình có bản lĩnh, có bờ vai vững chãi để dựa vào. Chúc cho hai bạn sẽ có một cái kết viên mãn và hạnh phúc sau chương trình.